phần 30 mà 2 phần thì em lấy 120. Trời ơi, trời. 60 à, 31 nó trùng. Thôi khỏi trả ba mày, ba là. Ba là chồng của mẹ mày đi. Nhưng mà ba mày á là ngoại tình. Ừ đúng rồi. Mới bỏ mẹ tao với mày, tao mới bán bánh tráng mới nuôi mày. Thôi đi. Mẹ nói sao? Không phải đâu. Ngày xưa mẹ theo xưa mẹ theo trai, bỏ ba nha con. Ừ. Trời ơi, ngày xưa mẹ mê trai lắm. Trời ơi, thiệt luôn á. Không, mới giỡn chứ 60 rồi. 60. Nè, bưng cho ba đi con. Thôi bưng sẻ em. Thôi nè, đâu đó bỏ gà nó có tay giả. Không, ai cũng làm ăn hết trơn á. Đó, đây các em gửi lời nè, em gửi lời nè. Con gái, đó. Con gái. Trời nha. Con không biết gì nói. Trời ơi, sao hai má con mày tính giống nhau dữ vậy? Ok, bây giờ ngồi đâu làm cho đẹp ta? Ngồi đâu cũng được. Ngồi đâu cũng được, còn thấy nó không có chỗ ngồi trên đầu em nè. Có thành không? Sao bà nội? Anh rồi. Rồi ba, rồi dẫn ba đi đi con. Hai ba con mình đi nghe. Dưới ơi, cái này sao đây con? Bây giờ con sẽ cho ba một cái bọc để ba được bánh tráng. Con ba nha. Ok con gái. Ok con, trời ơi thương quá, có đường gái quý hóa quá. Đây mình làm thử bữa thôi. Như ý ơi là đổ vô bịch nè con. Ý ơi, đổ vô đây hả con? Ok rồi, ba đợi con nha. Ừ, ba đợi con. Qua đây nè. Bây giờ ba bỏ vô đi, ba xong ba kêu con. Ok rồi, ok con. Ba, mì xào bò. Có bụng chưa? Ăn nhiều. Ướt nha, cả nhà ơi. Đầy đủ hết, không thiếu cái gì. Chắc ngồi đây luôn đi. Rồi chắc xoài hả ta? Đúng rồi đó, chắc xoài á. Nguyên ơi Nguyên. Em lại qua đây giúp anh luộc cho anh mấy cái trứng cút được không? Mới kêu đồ ăn luôn á. Ôi, anh cũng mới kêu đồ ăn đây nhiều lắm á nha. Đúng rồi, cũng mới kêu dĩa kho bò luôn á. Anh mới mua thì kêu thêm dĩa bánh thọt. Không, nó có vô đây hả? Đúng rồi. Vậy rồi, hai trứng cút này là của bên đây nè. Nó hai loại. Em ngồi chỗ nào ạ? Ghế qua đây ngồi nè. Đi xin ghế qua đây ngồi. Bây giờ mình bỏ trứng cút vô nha cả nhà. Như ý ơi, ba đổ ớt với lại cái gì hành vô rồi. Vậy là xong rồi đúng không con? Rồi xoài luôn rồi đó. Giờ là luộc trứng cút là xong rồi đúng không? Rồi mà bỏ vô đây nó xong. Ok rồi. Dễ thương vậy. Trời ơi, con gái tôi hot trên YouTube lắm đó cha. Giờ chú là em của ba, chú mua được 2 bịch được không? Xếp hàng lâu không? Này khó quá con. Con cái này có cần vẽ ra gì không con, hay bỏ vô thôi. Để bên hông đó cho con. Mọi người ơi, mọi người thấy không? Con gái tôi bây giờ nó đang làm bánh tráng cho tôi ăn luôn nè. Không có ai được cái vinh hạnh đó đâu nha. Chỉ có đúng một mình con gái tôi nó mới trộn bánh tráng cho tôi ăn thôi, nó không có trộn cho ai ăn đâu. Con phải bí mật chứ, con phải bí mật chứ. Ba đang đuổi với mọi người. Đi lỗ hàng, đi lỗ hàng. Trời ơi, bây giờ con bớt cho ba ăn béo béo ha. Ok, biết tả không mọi người? Này chứ sau này chắc đẻ con gái quá. Con gái dễ sai, dễ nhờ dễ.
Ghê không, làm rất là điêu luyện nha mọi người. Đúng là con nhà nòi có khác à. Mà con ăn cơm thiệt rồi đúng không, ăn tối chưa? Ok rồi, giờ ba dịch nhịp thôi đúng không? À đã, ok con gái. Ôi nó làm như đầu bếp mà văn kim cúc vậy đó. Ủa ai quay cho anh vậy? Anh có camera rồi. Dạ. Bây giờ mà hồi là sách về nhà không còn lấy. Bây giờ ba ăn được chưa? À là phải cho nó đều hả con? Rồi ba cảm ơn con. Ok ok con gái nha. Bây giờ Phúc sẽ xích lại xíu nha. Rồi à, Phúc xin mời cả nhà ăn thử bánh tráng trộn của Đi Ba Cát Thi nha. Hồi hộp quá. Mình không biết là vì mình có cảm tình với Cát Thi hay không, nhưng mà ăn thấy cảm thấy rất là ngon. Nó không giống cái bánh tráng mà trước đây mình hay ăn. Có thể là một phần là khi mình mua vịt tráng, bánh tráng này nó sẽ đầy đủ tất cả các gia vị rồi, nhìn qua là thấy không có thiếu gia vị nào nữa, cho nên ăn rất là ngon. Với lại đúng là người ta có cái câu là giống như là thương thì sao cũng được đó. Người ta coi là gì ta, à, cái gì mà ghét thì gì bồ hòn cũng méo đó. Ý là nó là khi mà mình đã thương, mình đã thích, mình đã có cảm tình với ai rồi thì cái gì người ta làm cũng sẽ cảm thấy ngon cả. May mắn là hôm nay Phúc tới là Phúc được ưu tiên lấy liền, chứ còn nếu mà đợi với mọi người chắc đợi tới chắc tới ngày mai cũng chưa chắc đã có bánh tráng ăn đó cả nhà ơi. Đang để nói sao? Ngon không? Có hả? Có gì? Em đi làm công chuyện rồi. Trời ơi, dính lên để mỏ rồi không á. Bây giờ mình phải kêu nước uống thôi. Cô ơi, con muốn kêu nước uống thì con kêu ở đâu hết? Kêu cái gì nè, kêu cái gì? Kêu một hai trà tắc đi. Cái gì đó? Kêu mấy hai trà tắc thôi. Dạ. Phải ăn nữa mọi người ơi. Nói thiệt với mọi người là trước khi qua là Phúc đã ăn cơm no lắm rồi á, mà bây giờ ăn vẫn cảm thấy ngon. Ngon quá. Mày là còn đang khát nước nha, bây giờ mà uống nước vô một cái là chắc ăn còn sướng nữa. Con ơi. Có bằng có 1 tiếng hay chị? 1 2 3 4 5 6 là đây là còn 6 không? Nghe lời chú con nhẹ lắm. Tình yêu đó thật khó, nên anh phải đứng ngưng thi từ xa, như dòng đời anh lạc mất tay. Vâng. Sau khi Phúc hát tặng tất cả mọi người ca khúc Yêu Em Không Với Tới rồi, đã gọi là làm tròn trách nhiệm, gọi là ở trên mạng thì mấy anh chị em hay nói là nếu mà qua gặp Cát Thi thì nhớ hát bài Yêu Em Không Với Tới nha. À, thì bây giờ sao con thấy ba hát hay không? Hay quá rồi. Trời quá đã. Vỗ tay mọi người. Trời ơi, đúng con gái tôi luôn thiệt. Con ăn kẹo không? Không, không ăn đúng rồi ba ơi.
mập quá rồi không ăn kẹo nữa. Trời ơi. Mẹ cái thay mẹ nuôi sao giờ mập vậy nè. Trời ơi vậy hả? Ý là con dành ăn của mẹ hả hay sao con? Không chịu cho con ăn mà vẫn con mập. Không cho con ăn mà con vẫn mập. Đúng. Trời ơi sao dễ mập vậy con gái. À, bây giờ ba tắt cái này đi ha. Xong rồi ba vô cái con chỉ chỗ cho ba ngồi để đợi lấy bánh nhân trộn ăn nha.